Đây là một cái bịch khăn giấy ướt rất là bự mà mình mua. Bịch này nó trọng lượng của nó là 600g và nó có tên là Eco Soft. Khăn ướt không mùi, không màu, không vị, không chất tạo hương, không chất độc hại. Có thể sử dụng giấy bé được nè. Nói chung khăn giấy này là 99,9% nước ở phía đằng sau. Nước tinh khiết với lại một cái chất gì đó không biết. Một số cái thông tin. Bình này rất là rẻ nha, mình mua có 12.000 à. Nó 600g được. Nhưng mà cái phần nắp này á thì mình không thích cho lắm, do là mình tháo xong á mình không có đậy được. Cái phần nhựa này nó rất là mỏng, nó mỏng manh cực kỳ luôn. Thấy không? Cái khăn giấy người ta mình tháo ra xong cái mình có thể đóng lại được, con này đâu đóng lại được đâu. Mà mình phải vuốt mấy cái mép đó nè. Đó, vậy mới đóng được. Nếu như mà thấy một mình đập xuống mạnh á thì nó sẽ vô khớp. Còn nếu như mà mình đóng vậy á, mình cũng có thể nhấn ở đây được. Còn nếu mà mình để ở đây á thì nó sẽ không có vô khớp được. Phía bên trong có một cái tim niêm phong, không biết bao nhiêu miếng, nó chỉ đề là 600g thôi, mình nghĩ chắc cũng có 100 miếng. Đó, mình sẽ bóc ở đây ra. Nếu như mà nó bị khô mình có thể chế nước vào được. Đây là cái phần khăn giấy ở phía bên trong nè, như là những cái loại khăn khác thôi, nó có hình dạng tổ ong, nó hơi tổ ong, nó hơi nhô 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 lên nè. Mình có thể sử dụng để mình lau tay, mình lau mặt, hoặc là mình sử dụng để mình vệ sinh gì đó, lau điện thoại chẳng hạn. Nó không có mùi gì đó, khăn giấy không mùi, nó không hề có một bất kỳ một cái mùi gì luôn.